chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái phòng máy nén khí các bạn. Phòng nén khí này rất là của một cái xưởng sản xuất nha các bạn. Phòng nén khí nha các bạn. Phòng này là nó để nén khí nha các bạn. Áp suất cao các bạn. Nén khí nha các bạn. Rồi. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Rất là nguy hiểm nha các bạn.
hơi các bạn, nóng thì ấm hơi, nhắc hơi đi các bạn, hơi đó bạn nghe tiếng xì xì các bạn, đó cái hơi đó. Thì mình làm ra một cái lò hơi này, cái hơi này thì nó rất là hao điện các bạn ơi, rất là hao điện nha, cho nên là phải đầu tư cái lò hơi các bạn.
Xin chào các bạn ha.